Luyện tập. Phép trở lại con số. Một, số 3. Điền phân số tới rồi vào trống. Một phần mười hai cộng trừ hai phần ba. Dạ nháp này thì một cái ô trống là bằng trừ hai phần ba trừ một phần mười hai phần trăm ở trừ một phần hai trừ sáu phần mười hai trừ một phần trừ ba phần ba. Trừ 1 phần 3 cộng vô trống bằng 2 phần 5 nhé. Vô trống bằng 2 phần 5 trừ cho trừ 1 phần 3 bằng cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 3 bằng 6 phần 15 cộng 5 phần 15 bằng 11 phần 15. Plus 1 phần 4 trừ cho gì đó 1 phần 20. Ô trống sẽ bằng 1 phần 4 trừ cho 1 phần 20. Bằng cộng và trừ 5 phần 20 trừ 1 bằng 4 phần 20. Cô đề trừ 8 phần 13 trừ cho ô trống bằng 0. Cảm ơn số đợi. Trừ cho trừ 8 phần 13 số 4. Hoàn thành phép tính. À, 7 phần 9 trừ 3 bằng 1 phần 9 quy đồng hành chính thôi. 9 7 trừ 6 phần 6 phần 9 2 phần 3 3 1 phần gì đó trừ, 2 phần 15 7 phần 15 5 phần 15 bằng 1 phần 3 C trừ 11 phần 14 trừ, 4 phần chấm 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 bằng trừ 3 phần 14. Trừ 1 cộng 8 phần trừ 4 phần 7 y phần 21 trừ 2 phần 3 bằng 5 phần 20.
7, 14. Như được 14 bằng 5. 19. Ok. Gió lạnh lạnh ngoài xiên. 65. Buổi tối từ 19 giờ đến 21:30 phút, Bình Định dành 1/4 giờ để rửa bát, 4/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để bài tập. Thời gian còn lại Bình Định dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian xem hết phim không? Tổng thời gian Bình Định làm 1/4 cầm 1/6 cầm 1 cầm 3/4 bằng quy đồng hết về 12. 3/12 cầm 2/12 cầm 12/12 cầm 43/39/12 bằng 9, 21, 23, 25 bằng 24. 2 giờ 81/12 giờ 19, 21 phải. Mình có đủ thời gian để làm các động. Số 7, số 6, ok. Số 7. Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta sẽ thực hiện phép tính từ trái sang phải. Điền. Hai phần 9 cộng 5 phần trừ 12 trừ 3/4 bằng 29 cộng với trừ 5/12 cộng với 3/4 bằng 2 × 4/36 cộng trừ 5 nhân cho 3/36 cộng 3 nhân 49, 9/36 bằng 8 − 15 cộng 27/36 bằng 20/36 bằng chia 2 18 chia 2 5/9 và 68 tính a 3/5 trừ cho trừ 7/10 trừ cho 13/-20 bằng 3/5 cộng cho 7/10 cộng cho 13/20 bằng 12/20 14/20 cộng cho 13/20 và 4
4 5 6 7 8 9 39 phần 20. Ok. 2 phần 4 cộng trừ 1 phần 3 trừ 5 phần 18 bằng 3 phần 4 cộng cho 1 phần 3 cộng với trừ 5 phần 8 vậy quy động tạm 3 phần 4. Mười tám phần 24 cộng 8 phần 24 cộng cho trừ 15 24 bằng 11 24 được chi 3 phần 14 trừ 5 phần trừ 8 cộng cho trừ 1 phần 2 3 phần 14 cộng cho 5 phần 8 cộng cho trừ 1 phần 2 quy đồng lẫn mừng tầm 3 tầm 4 5 tầm 3 4 tầm 5 4 10 tầm 6 4 8 112 24 phần 112 7 10 phần 112 5 56 trừ 56 phần 112 70 94 trừ 56 38 phần 112 câu D 1 phần 2 cộng 1 phần trừ 3 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 6 đúng